Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau tham quan một cái vườn cây thanh long nhá. Đây là vườn thanh long, nằm ở xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình. Ở đây đa số dân ở đây là người ta trồng thanh long. Cần cái mùa dao động được giá thì cũng khá đắt đấy. Trung bình cũng khoảng 30.000, nếu mà mùa được mùa là 50-60.000. Còn không được mùa lúc nó rơi rẻ thì 10.000 có, 20.000 có. Nhìn rất đẹp đấy các bạn nhé, thanh long này. Và cái vườn thanh long này rất là dài và rộng. Đấy. Đa số ở đây là trồng thanh long hết. Đấy, tôi cứ đứng về ruộng quay đây. Đấy, tận trên đồi đồi kia vẫn còn có này, đồi đồi còn có. Bên đây là cánh đồng lúa, tận tít làng bên kia vẫn có thanh long. Đây là cánh đồng lúa ở Minh Thanh, người ta vừa mới gặt xong. Đấy, nhà bên kia cũng có, nhà bên kia cũng có cái thanh long này. Lại quay đây. Không biết vườn của ai mình cũng vào quay thôi, đứng ở ngoài đường quay thôi. Cái này nếu nhà nào có đất thì có ruộng thì nên quay và nên tìm hiểu về trồng cũng được. Đây một số người ta hái đi rồi. Ở phía bên kia thì người ta bán. Mình chỉ đứng quay chút thôi. Đây chỉ là một trong những đám nhỏ thôi.